À không 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 mất rồi. Không không mất rồi, không mất rồi. Yes. Xuống đi, xuống đi. Start the game already. Vâng em ơi, lại quên anh em ơi. Vâng, vừa sập nguồn một tơ anh em nhá. Anh thông cảm một chút nhá. Có vòi nhập pơ đây rồi. Đây rồi, đôi vòi đây rồi. Vâng, bầy hươu là bầy hươu 4. Bầy hươu 4 là đôi vòi. Vâng, em chào anh Linh Lâm Văn nhá. Vâng, em chào Nguyễn Công Hoàn. Em vừa chạm tay vào nút nguồn nên mình nhìn vâng bị sập máy. Vâng, có quả nhờ pơ này. Xem màn hình máy ở game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Đây là Hoàng Mai Nhi. Vâng, có vòi và có thêm hiệu dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Ở phía trên có bãi quả, không biết là pơ ăn hay là nhường cho Kata đây. Màn hình máy game thủ Cảm Khuyết xem nào. Vâng, hai vòi và đang đi đâu đây.
Đặt S thì phải. Vâng, đây là S của game thủ Cam Quýt. Bãi vàng trên hướng 12 giờ có hai bãi, thoải mái. Đã đủ đồ hay chưa? Bài đánh bao nhiêu dân? Vâng, đây là có bãi quả này. Vậy là hai bãi quả và nhường cho game thủ Hoàng Mai Nhi bãi quả phía dưới, hình như được thế đúng không nhỉ? Đúng không? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đúng rồi thì phải, 23 dân và kích đời luôn. Cùng cánh màu 6, game thủ BB là người cầm 3 Miran. Vâng, 3 Miran cùng cánh với game thủ Cam Quyết là người cầm Pơ, hai chém tuyển cùng cánh nhau. Và liệu... Ê, đang đẩy dân ăn quả kìa. À, quả ngoài này, quả ngoài này. Ăn chanh luôn bãi quả này. Đặt gờ trước không? Hay ra đẩy dân ra xem thế gờ nhỉ? Thế bãi quả như nào đã? Nào, nào. Đóng BB luôn. Rất nhanh tay đến từ game thủ. Đây 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 đây, đây đẹp, đây đẹp. Vâng, dưới này đẹp luôn này. Vâng, rất nhanh tay đến từ game thủ màu 6, game thủ BB. Nhưng vẫn còn một vị trí đặt cờ đẹp không kém gờ của BB là mấy. Vâng, và bên này để có bãi quả sát sát biên. Màn hình máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Đi sau cánh rừng luôn là tới, sau cánh rừng luôn tới bãi quả. Vâng, Kata đang được Pamiran, à tôi xin lỗi, Persian nhường cho bãi quả. Vâng, em chào anh Võ Hải nhá. Vâng, tiếng gương game hơi bé, em đã tăng tiếng game lên một chút. Vâng, màn hình máy của game thủ Cam Quýt nào. Ăn chanh với Pamiran. Vẫn còn nguyên bãi quả phía này nữa. Vâng, bây giờ thì đang đóng nhà điều kiện và kích cuối 9. Vâng, 9, 5, 8, 12, 13 dân Persian. Tốt, bãi quả đầu thậm chí là chưa bú xong. Bây giờ thì sau khi lên đời còn nguyên là bãi quả. Ăn chanh với Pamiran tại bãi quả kia thì hy vọng Pamiran không phải là bài siêu khỏe. Vâng, em chào anh Võ Hải nhá. Vâng, rất tiếc khi này hôm nay Việt Nam chúng ta không thể cầm hòa được đội tuyển Nhật Bản ở trong 90 phút. Vâng, em chào anh Nam QC. Vâng, em vừa lên lại video thì mong anh em chúng ta có thể like và chia sẻ để ủng hộ game thủ Cam Quýt lại từ đầu nè. Một tên mà tôi vô tình chạm tay vào nút nguồn. Đây là cái bé ăn vàng của game thủ Cam Quýt. Đây rồi, dân chưa kịp bò nhà đến từ game thủ màu 8. À tôi xin lỗi, màu 6, game thủ BB. Vâng, hai voi và quả phụ bãi vàng đây chưa bò này. Có một dân ít máu. Đây rồi, hai con dân ít máu đến từ màu 6. Lên đời ở cuối 11, đầu 12. Vâng, 9, 4, 10 đến từ game thủ BB. Rất sớm. Vâng, bên này thì Cam Quýt lên muộn hơn game thủ BB tầm khoảng gần 20 giây. Vì tôi nhớ là cuối 9, đầu 10. Vâng, không công không giáp khi ăn chanh bãi quả với mình. Vâng, bây giờ thì những chiếc ruộng được vẽ xung quanh cái nhà BG của game thủ Cam Quýt. Lạc đà nở ra. Và hy vọng rằng BB sẽ không đủ lực khỏe để thủ phù. Persian của game thủ Cam Quýt sẽ đẩy lên. Và liệu rằng bãi vàng đã được bó kín hay chưa? Tôi nghĩ đã kín rồi. Còn lạc đà tiếp theo chỉ bị nở ra hay chưa? Và liệu rằng có bảo kê được không? Đây, đúng lúc luôn. Siêu đúng lúc luôn. Vụt. Dùng ba con dân hết mà. Vâng, này sẽ vụt lên ba con lạc đà kia. Đồng dân có bánh xe luôn hay sao kia nhờ? Khỏe quá nhờ. Vâng, không công không giáp và chủ động lên bánh xe rất sớm đến từ Pamiran để có thể bắn phù lên bánh xe và sọc đấy bịt ngay mà. Cái này cái gỗ đấy. Màn hình máy game thủ Hoàng Mai Nhi xem nào, Kata có liệu có sống được không? Đang bị Summer Ram thủ phù. Vâng, đánh chém và thời điểm đầu đối đầu với dân Summer nó hơi khoai. Và bài là bài Summer không nhà đánh chém. Đánh chém hay đánh cung nhưng mà có phù đây rồi. Tôi vẫn chưa thấy nhìn thấy nhà quân của đối phương, nhà BL thì phải. Vâng, đánh chém thủ phù sau đó chuyển dần cung để bắn phù của mình. Sẽ chuyển dần sang cái bài đó là 2L cộng với 2A đến từ Summer. Màn hình máy game thủ Cam Quýt bên này. Quýt vẫn đang cố gắng chém thủ trước Pamiran. Và liệu rằng có thủ thành công hay không? Vì Pamiran là một loại quân mà tốc độ phát triển cũng là tương đối tốt. Và đặc biệt là Pamiran đã có xe rất sớm. Bây giờ thì vẫn đang cố gắng tụ lạc đà và cũng chưa dám manh động lên trên nhà của Pamiran. Vì Pamiran đã có bánh xe và có phù. Tầm này thì Pamiran sẽ có tầm khoảng 3 con phù. Vâng, chơi chết được con lạc đà này hay không? Vé vào.
Vâng, thôi quyết tỷ số là 0-2 trong trận đấu này. Một trận đấu 30